Đậu phộng với nem đi cũ à. Món gỏi này rất ngon. Không biết tên nó là gì. Gỏi giác ngộ luôn hả ba? Anh giác ngộ nó như cái gì cũng giác. Gỏi giác ngộ là gỏi giác ngộ. Đã cuốn cho ông bây giờ. Cái gì? Cái gì? Bà đi về bà hỏi ông hỏi cái gì vậy? Ừ, đúng rồi. Mua cái gì? Đây nằm. Lô lô.